Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề rất là thú vị, đó là chia sẻ tin lành. Qua câu gốc Mác chương 16 câu 15, lời Chúa chép rằng: Ngài phán với họ: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngay trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài đã tập hợp các môn đồ đã ở với Ngài trong 3 năm qua. Trong khi họ ngồi quanh bàn dùng bữa, Chúa Giêsu ra lệnh cho họ tiếp tục công việc mà Ngài đã bắt đầu. Chúa Giêsu đã dành phần lớn trong chức vụ của Ngài để loan báo sự đến của Vương quốc Đức Chúa Trời, là sự cai trị và trị vì của Đức Chúa Trời. Phản ứng đúng đắn cho sự xuất hiện này là mọi người từ bỏ lối sống cũ của họ và tin vào Chúa Giêsu. Những lời đầu tiên của Chúa Giêsu trong phúc âm Mác là trong Mác chương 1 câu 15, và đó là sự loan báo về sự đến của nước Đức Chúa Trời, và những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đồ của Ngài bắt đầu từ Mác chương 16 câu 15 được xây dựng dựa trên lời loan báo đầu tiên của Ngài. Lời kêu gọi mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là tiếp tục nói cho người khác biết tin lành của phúc âm. Tin lành này là Chúa Giêsu đã đem nước Đức Chúa Trời đến trên đất, và qua sự chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã dọn đường cho mọi người có được sự sống mới trong Ngài. Nhiệm vụ truyền giảng hoặc làm chứng cho người khác về Chúa Giêsu là điều đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài làm khi Ngài rời khỏi thế gian. Kể cho người khác nghe về những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm trong thời gian của mình. Chúng ta đã được ban tặng món quà lớn nhất, cuộc sống đời đời với Đức Chúa Trời, nhưng món quà miễn phí đó cũng sẵn có miễn phí cho phần còn lại của thế giới. Vì vậy hãy dành chút thời gian hôm nay để cầu nguyện cho những người trong cuộc sống của bạn, những người không biết đến sự hy vọng mà Chúa Giêsu ban cho. Hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ, nhưng cũng cầu nguyện để có cơ hội chia sẻ câu chuyện đức tin của chính bạn với họ. Nói cho người khác nghe về Chúa Giêsu không có nghĩa là bạn phải đứng ở góc phố và hét lên, nhưng điều đó có nghĩa là bạn nên tìm kiếm những cuộc trò chuyện có chủ đích và có ý nghĩa với người khác. Khi nói với người khác về cuộc sống mới và vương quốc mới dành sẵn cho họ, chúng ta đang tiếp tục công việc Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Suy ngẫm, làm thế nào bạn có thể noi gương của Chúa Giêsu ngày nay? 1. Tôi có thể cố gắng hết sức để nhận ra và yêu thương mọi người mà tôi gặp. 2. Tôi có thể tử tế với một người không phải lúc nào cũng tử tế với tôi. 3. Tôi có thể chọn để tha thứ cho người đã làm tổn thương tôi. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúa Giêsu ơi, chúng con muốn chia sẻ phúc âm với thế giới. Mỗi ngày xin hãy giúp chúng con trở thành tấm gương về tình yêu của Ngài cho một thế giới không biết về Ngài. Xin hãy dẫn dắt chúng con đến những người cần trải nghiệm sự tốt lành của Ngài, và kéo những người khác đến gần Ngài hơn qua lời nói và hành động của chúng con. Amen. Đức Chúa Trời ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài luôn là đấng mà con có thể tin cậy mọi lúc. Ngài luôn xứng đáng được con khen ngợi và tôn thờ. Trước khi tiếp tục, con chỉ muốn dành một vài phút để nói với Ngài rằng con tôn kính Ngài nhiều như thế nào khi con nghĩ về tất cả những gì Ngài đã làm. Làm sao con có thể không yêu Ngài? Cảm ơn Ngài đã luôn thành tín mọi lúc. Hôm nay con muốn thờ phượng Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Hãy cẩn thận tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Châm ngôn chương 4 câu 23. Amen. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.